Nhìn lại kinh tế thế giới năm 2021. Sau khi bị Covid-19 toàn cầu đốn gục năm 2020, nền kinh tế thế giới đã gượng dậy trong năm 2021. Vaccine đã trở thành công cụ chủ đạo cho cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2 để các quốc gia vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Những làn sóng dịch bệnh vẫn nối tiếp bùng lên, nhưng thế giới đã học được những bài học để thích ứng. Bởi vậy, nỗi sợ vẫn còn khi các biến chủng mới xuất hiện, những lạc quan cũng không vì thế mà bị nhấn chìm. Nền kinh tế toàn cầu nói chung phục hồi, nhưng tốc độ phục hồi giữa các quốc gia không đồng đều. Lạm phát trở thành một vấn đề lớn, khiến nhiều nước phải bắt đầu rút lại các chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo của thời kỳ đại dịch Covid-19. Mây đen nổi lên ở Trung Quốc, khi ngành bất động sản nước này lâm vào cuộc khủng hoảng thanh khoản. Đây là một thách thức lớn của nền kinh tế Trung Quốc, trong khi căng thẳng giữa nước này với Mỹ không hề dịu đi kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền. Ngoài ra, Trung Quốc còn gặp khó bởi chiến lược Zero Covid mà nước này quyết tâm theo đuổi. Trong bối cảnh như vậy, Trung Quốc buộc phải chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ, trong lúc các nước phương Tây chuyển hướng thắt chặt. Thị trường tài chính toàn cầu đã có một năm sôi động, chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ của nhiều tài sản, từ cổ phiếu, hàng hóa cơ bản cho tới tiền ảo. Trong khi đó, triển vọng của ngành hàng không, một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi Covid-19, vẫn hết sức ảm đạm. Sau đây là những nét chính của bức tranh kinh tế thế giới năm 2021. Covid-19 và những biến chủng mới tiếp tục đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Kinh tế thế giới bước sang năm 2021 trong một trạng thái khá tơi tả. Cú sốc mà Covid-19 gây ra đã khiến thế giới rơi vào một cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ đại suy thoái năm 1930, với mức suy giảm của tổng sản phẩm trong nước GDP toàn cầu trong năm 2020 là 3,1%, theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Nhờ một loạt vaccine ngừa Covid-19 được phê chuẩn và triển khai trên toàn cầu, dẫn đầu là vaccine của Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca và một số vaccine Trung Quốc, các nền kinh tế đã mở cửa trở lại và phục hồi. Tuy nhiên, đại dịch vẫn diễn biến khó lường khi các biến chủng mới của Covid-19 xuất hiện. Trong đó gây hậu quả tàn khốc nhất là biến chủng Delta, loại phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ vào cuối năm 2020 và được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức đặt tên vào tháng 5 năm 2021. Cuối năm 2021, thế giới tiếp tục phát hiện biến chủng Omicron, loại tìm thấy đầu tiên ở Nam Phi hồi tháng 11 và nhanh chóng lan ra hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Mỗi lần có biến chủng mới xuất hiện, triển vọng kinh tế thế giới lại bị che mờ. Theo dự báo của Bloomberg, kinh tế thế giới có thể chỉ tăng 0,7% trong quý 4 năm 2021 so với mức dự báo tăng trên 1% trước khi biến chủng Omicron được phát hiện. Trong báo cáo hồi đầu tháng 12 năm 2021, tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu còn 5,7%, giảm 0,3% so với lần dự báo hồi tháng 10. Triển vọng của năm 2022 cũng hạ về 4,2% từ 4,4%. Sự phục hồi diễn ra không đồng đều. Tình trạng phục hồi không đồng đều của kinh tế toàn cầu năm nay được ghi nhận giữa các khu vực khác nhau, giữa các nền kinh tế có mức thu nhập khác nhau và cả giữa các quốc gia có cùng trình độ phát triển. Nửa đầu năm, đại dịch hoành hành mạnh ở Mỹ và châu Âu khiến các nền kinh tế này phục hồi chậm hơn so với kinh tế Trung Quốc và Đông Nam Á. Những nước kiểm soát tốt hơn sự lây lan bằng phong tỏa và đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, tương quan đã đảo ngược trong nửa cuối năm 2021 khi làn sóng biến chủng Delta khiến khu vực châu Á-Thái Bình Dương điêu đứng, còn phương Tây chống chọi tốt hơn nhờ đi đầu về tiêm chủng. Báo cáo mỗi năm 2 lần triển vọng kinh tế toàn cầu mà Ngân hàng Thế giới World Bank đưa ra hồi tháng 6, dự báo kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng 5,6% trong năm nay, mức tăng hậu suy thoái mạnh nhất trong 80 năm qua. Tuy nhiên, các nền kinh tế thu nhập thấp có thể chỉ tăng trưởng 2,9%, mức tăng chậm nhất 20 năm của nhóm này. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, khác biệt trong ưu tiên chính sách cũng dẫn tới khác biệt giữa tăng trưởng kinh tế châu Âu và Mỹ. Châu Âu tập trung bảo vệ việc làm, nên số lượng việc làm ở khu vực này hiện đã hồi về mức trước đại dịch. Ngược lại, Mỹ tập trung hỗ trợ thu nhập hộ gia đình, nên GDP của Mỹ tăng nhanh hơn. OECD dự báo kinh tế khu vực sử dụng đồng euro tăng 5,2% trong năm nay, còn kinh tế Mỹ tăng 5,6%. Bên cạnh đó, việc cả thế giới tìm cách sống chung an toàn với Covid-19, trong khi một mình Trung Quốc theo đuổi chiến dịch Zero Covid, cũng khiến kinh tế nước này đuối sức giữa lúc các nền kinh tế khác tăng tốc.
chuỗi cung ứng thế giới tắc nghẽn chưa từng thấy. Chuỗi cung ứng toàn cầu đã rơi vào tình trạng trở tay không kịp khi nền kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Nhu cầu hàng hóa tăng vọt trong khi hoạt động sản xuất và vận tải không phục hồi với tốc độ tương ứng, khiến toàn bộ chuỗi cung ứng bị thắt lại ở nhiều điểm. Đại dịch bùng lên mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á trong quý 3, buộc các nhà máy tại khu vực này phải đóng cửa hàng loạt. Một số cảng biển lớn ở Trung Quốc tắc cứng vì các biện pháp kiểm soát Covid ngặt nghèo. Khủng hoảng thiếu chip do nhu cầu bùng nổ các thiết bị công nghệ, rồi khủng hoảng thiếu điện ở Trung Quốc, thiếu container, thiếu tàu chở hàng, thiếu tài xế xe tải, v.v. Tất cả đều khiến chuỗi cung ứng toàn cầu đã rối càng thêm rối. Một trong những hệ quả của tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng là giá cước vận tải biển tăng vọt. Theo chỉ số cước vận tải biển Freightos FPS, giá cước vận tải một container 40 phút bằng đường biển trong tháng 12 đã giảm từ 15% từ mức kỷ lục trên 11.000 đô la thiết lập hồi tháng 9. Nhưng trước đại dịch, mức giá cước này chỉ dưới 1.300 đô la. Giới phân tích dự báo giá cước vận tải biển sẽ khó giảm về mức bình thường trước năm 2022. Nỗi lo về lạm phát gia tăng. Một hệ quả khác của tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu là sự leo thang của lạm phát. Ngoài ra, lạm phát còn tăng do chính sách tiền tệ và tài khoá siêu lỏng lẻo của các quốc gia nhằm vực dậy nền kinh tế trong thời gian đại dịch. Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu tiêu dùng, giá lương thực, thực phẩm và giá nhiên liệu tăng chóng mặt cũng là những lý do quan trọng khác đẩy giá cả nói chung đi lên. Chỉ số giá lương thực thực phẩm toàn cầu của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO tăng 1,6 điểm trong tháng 11 vừa qua lên mức 134,4 điểm, mức cao nhất trong một thập kỷ. Giá dầu thô cũng tăng hơn 50% từ đầu năm. Trong số các nền kinh tế hàng đầu của thế giới, lạm phát nóng hơn cả ở Mỹ. Tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất 39 năm. Tại Trung Quốc, chỉ số giá nhà sản xuất PPI tăng 12,9% trong tháng 11, sau khi tăng 13,5% trong tháng 10, mức tăng mạnh nhất 26 năm. Tại Eurozone, chỉ số CPI tháng 11 tăng 4,9%, mức tăng cao nhất chưa từng thấy. Trái chiều chính sách tiền tệ giữa Trung Quốc và phương Tây. Lạm phát buộc nhiều quốc gia phải dịch chuyển khỏi chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo thời đại dịch. Trong cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tuyên bố đẩy nhanh cắt giảm chương trình nới lỏng siêu định lượng QE và dự kiến tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022. Vào hôm ngày 16 tháng 12, Ngân hàng Trung ương Anh POE trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên trên thế giới nâng lãi suất kể từ khi đại dịch bắt đầu, mặc cho nước này vẫn đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục. Trái lại, sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc khiến ngân hàng trung ương nước này PBOC phải chuyển từ siết chặt sang nới lỏng, cho dù lạm phát ở nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đang nóng lên. Theo dự báo của Bloomberg, kinh tế Trung Quốc có thể chỉ tăng 4,5% trong quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, từ chỗ tăng 4,9% trong quý 3, mức tăng chậm nhất trong một năm. Hôm ngày 20 tháng 12, PBOC có động thái hạ lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020. Trước đó hơn một tuần, cơ quan này đã có động thái cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ hai trong năm nay. Cuộc khủng hoảng ngành bất động sản Trung Quốc. Khủng hoảng nợ trong ngành địa ốc Trung Quốc mà tâm điểm là gã khổng lồ China Evergrande Group đã khiến thị trường tài chính toàn cầu nhiều phen toát mồ hôi trong năm nay. Nỗi lo hình thành bong bóng tài sản đã khiến chính phủ Trung Quốc triển khai một chiến dịch lớn từ năm 2020 nhằm kiểm soát hoạt động vay nợ trong lĩnh vực nhà đất. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng tung một loạt biện pháp để hạn chế ảnh hưởng của các doanh nghiệp tư nhân lớn trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ, giao hàng cho tới bất động sản và giáo dục online. Những động thái chính sách của Bắc Kinh, cộng thêm tình hình kinh doanh trở nên khó khăn do đại dịch, đã đặt ra áp lực lớn lên các công ty bất động sản Trung Quốc. Evergrande, công ty từng được coi là quá lớn để đổ vỡ, đã bị tổ chức đánh giá tín dụng Fitch Ratings dán nhãn vỡ nợ và đang chuẩn bị bước vào một cuộc tái cơ cấu nợ được xem vào hàng lớn nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc. Tình trạng đứt dòng tiền đã lan rộng ra các doanh nghiệp nhà đất lớn khác của Trung Quốc, nhưng giới phân tích cho rằng ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này sẽ được kiềm chế trong phạm vi Trung Quốc thay vì lan rộng ra thị trường tài chính toàn cầu. Căng thẳng Mỹ-Trung vẫn tiếp diễn. Nhiều nhà quan sát từng hy vọng quan hệ Mỹ-Trung sẽ bớt căng thẳng một khi ông Biden lên nắm quyền. Vị Tổng thống Đảng Dân Chủ nhậm chức trong bối cảnh COVID-19 càng quét nước Mỹ và thế giới, nên ưu tiên của ông tập trung vào các nỗ lực chống dịch.
mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng không còn những pha biến động kịch tính như dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng điều đó không có nghĩa là Washington và Bắc Kinh đã trở nên nồng ấm. Hôm ngày 15 tháng 11, ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến, cuộc gặp chính thức đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức. Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo thống nhất đẩy mạnh liên lạc và hợp tác để giải quyết các thách thức của thế giới và bất đồng song phương. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quan hệ Mỹ-Trung chưa có chuyển biến thực chất nào sau cuộc gặp này. Thay vào đó, mối quan hệ giữa hai cường quốc tiếp tục căng thẳng âm ỉ. Chiến tranh thương mại vẫn treo lơ lửng với thuế quan được áp đặt hàng trăm tỷ đô la hàng hóa của nhau. Mỹ không ngừng đưa thêm các doanh nghiệp và tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen để áp đặt các biện pháp trừng phạt. Đặc biệt, do lệnh cấm vận công nghệ của Mỹ, tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc tụt hạng mạnh về thị phần smartphone toàn cầu. Bằng chính sách ngoại giao vaccine, Trung Quốc đã gia tăng ảnh hưởng ở nhiều khu vực như châu Phi và Mỹ Latin. Trong khi đó, chủ trương của ông Biden là khôi phục các mối quan hệ đồng minh và đối tác sẵn có của nước Mỹ, vốn suy giảm dưới thời ông Trump, để hình thành một lực lượng đoàn kết đối trọng với sự nổi lên của Trung Quốc. Một năm sôi động của thị trường tài chính toàn cầu. Mặt nỗi lo về đại dịch, thị trường tài chính toàn cầu đã có một năm 2021 rực rỡ với sự tăng giá mạnh mẽ được ghi nhận ở nhiều lớp tài sản. Chỉ số MSCI All Country World Index của chứng khoán thế giới đã tăng 17% từ đầu năm đến ngày 21 tháng 12. Tuy nhiên, sự tăng trưởng diễn ra không đồng đều. Trong khi chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng gần 28%, chỉ số MSCI All Country Asia Index của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương giảm 1% tính đến ngày 21 tháng 12. Giá vàng đã giảm khoảng 7%, nhưng dầu thô lại là một trong những tài sản tăng giá mạnh nhất. Giá dầu thô Brent giao sao tại thị trường London, giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu, đã tăng hơn 50% trong năm nay, từ ngưỡng 50 đô la một thùng vào đầu năm lên gần 77 đô la một thùng vào hôm ngày 27 tháng 12. Giá dầu WTI giao sao tại New York đã tăng hơn 53%. Trong tháng 10, giá dầu Brent vượt 86 đô la một thùng, cao nhất trong 3 năm, và giá dầu WTI lên gần 85 đô la một thùng, cao nhất trong 7 năm. Đây là một sự phục hồi mạnh mẽ, xét tới việc giá dầu có lúc giảm dưới 0 đô la một thùng lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 4 năm 2020. Giá tiền ảo Bitcoin biến động chóng mặt và lập hàng loạt kỷ lục mới trong năm nay, với mức tăng từ đầu năm đạt hơn 70%. Sau khi lập đỉnh mọi thời đại gần 69.000 đô la vào đầu tháng 11, giá Bitcoin những ngày cuối năm dao động quanh mức 50.000 đô la. Cổ phiếu meme tăng phi mã, công ty sét trắng SBIC trở thành trào lưu mới rồi nhanh chóng thoái trào. Số vụ phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng, hay còn gọi là IPO, đạt kỷ lục cả về số lượng và giá trị vốn huy động. Thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp sôi động chưa từng thấy. Tất cả đều là những nét chấm phá ấn tượng trong bức tranh thị trường tài chính toàn cầu trong năm 2021. Theo dữ liệu từ Morningstar, năm 2021 có gần 1.500 công ty chào sàn trên toàn cầu, huy động gần 500 tỷ đô la tiền vốn, tăng gấp đôi cả về số lượng và giá trị so với năm ngoái. Theo Dealogic, giá trị thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trong năm 2021 đạt hơn 5.000 tỷ đô la, xô đổ mọi kỷ lục trước đó. Nóng cuộc đua công nghệ ô tô điện. Đại dịch không thể làm chậm cuộc đua trong các lĩnh vực công nghệ mới của thế giới năm nay, điển hình là lĩnh vực ô tô điện. Các hãng xe lớn lần lượt công bố kế hoạch rót hàng tỷ đô la để đầu tư cho ô tô điện, nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển từ động cơ đốt trong sang động cơ điện. Tháng 6, General Motors cho biết sẽ đầu tư 35 tỷ đô la cho lĩnh vực này trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2025. Tháng 7, hãng mẹ của Mercedes là Daimler tuyên bố sẽ rót 47 tỷ đô la để điện hóa xe trong thời gian đến năm 2030. Cùng tháng 7, Stellantis, hãng xe thành lập năm 2021 trên cơ sở sáp nhập tập đoàn Fiat Chrysler Automobile của Mỹ, Italy và tập đoàn PSA của Pháp, đưa ra kế hoạch rót 35,5 tỷ đô la cho xe điện trong 5 năm, từ năm 2021 đến năm 2025. Tháng 9, Ford nói sẽ chi 11,4 tỷ đô la để phát triển các nhà máy sản xuất ô tô điện. Dự kiến đến năm 2030, xe điện chiếm 40% doanh số của hãng. Cũng trong tháng 9, BMW tuyên bố đầu tư 24 tỷ đô la cho sản xuất pin xe điện. Tháng 11, Nissan đưa ra kế hoạch đầu tư 17,6 tỷ đô la để tăng sản lượng ô tô điện. Tháng 12, Toyota tuyên bố rót 35 tỷ đô la để phát triển xe điện cho đến năm 2030.
cổ phiếu ô tô điện có sức hút đặc biệt lớn đối với giới đầu tư trong năm nay. Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 46% từ đầu năm, đưa hãng này trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới, đạt mốc vốn hóa 1.000 tỷ đô la. Cổ phiếu một số startup ô tô điện cũng tăng chóng mặt, như Lucid tăng gần 280%. Rivian, một hãng sản xuất xe tải điện vô danh, vừa chào sàn đã đạt mức vốn hóa 100 tỷ đô la, lớn hơn cả vốn hóa của Ford và General Motors. Hàng không chưa hết lão đảo sau cú sốc Covid-19. Du lịch hàng không tiếp tục là một góc trầm buồn của bức tranh kinh tế thế giới năm nay, khi sự lây lan không ngừng của SARS-CoV-2 khiến việc đi lại giữa các quốc gia tiếp tục bị hạn chế. Trong một dự báo đưa ra hồi tháng 10, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA dự báo Covid-19 sẽ khiến hàng không trên toàn cầu thua lỗ tổng cộng 200 tỷ đô la vì hạn chế đi lại sẽ kéo dài sang năm 2022. Trong đó, IATA dự báo mức thua lỗ của ngành hàng không toàn cầu trong năm 2022 sẽ là 11,6 tỷ đô la, từ mức lỗ ước tính khoảng 52 tỷ đô la trong năm nay và 138 tỷ đô la trong năm 2019. Tuy nhiên, đó là dự báo được đưa ra trước khi biến chủng Omicron xuất hiện. Giới phân tích cho rằng, với Omicron, triển vọng của ngành hàng không càng thêm phần ảm đạm. Theo dữ liệu từ FlightAware, các hãng bay trên toàn cầu đã hủy hơn 6.000 chuyến bay trong 3 ngày của kỳ nghỉ Giáng sinh năm 2021, từ hôm ngày 24 đến ngày 26 tháng 12. Trong số này có 1.700 chuyến bay nội địa Mỹ hoặc ra vào nước Mỹ.